Ý tưởng này tôi đã nung nấu và đã muốn làm nó từ lâu, được canxi vào những bài rap để các bạn đỡ đau đầu. Nếu phát triển được ý tưởng này, nó sẽ không phải là hư cấu. Dùng âm nhạc để dạy tiếng Nhật, tôi là người dẫn đầu. Bài số 1 chúng ta đi học những chữ Hán của N5. Không có ít cũng chẳng có nhiều, nó chỉ vừa đủ có 100. Âm ôn âm khương bỏ qua, chỉ tập trung vào Hán Việt. Thuộc được hết chúng là bạn đã học đúng cái cách của người Việt. 1, 2, 3 là nhất nhị tam, cái này trẻ con nó cũng biết. Từ ngữ lục là 4, 5, 6 có lẽ quá dễ để viết. Thất bất cửu là 7, 8, 9 học chơi chơi mà nhớ thiệt. Chữ thập đỏ nó là số 10, học xong thật là tuyệt. Chữ đứng đầu trong ngũ hành vàng chính là chữ kim. Cây là mộc, nước là thủy, hãy ghi nhớ vào trong tim. Họ mang hình của một con lửa, con thổ thì là đất. Nhập có nghĩa là nhét vào, còn cho ra thì là xuất. Ngược có nghĩa là mặt trăng, còn mặt trời thì là nhật. Bách là trăm, tiên là nghìn, còn vạn là vạn vật. Chắc bạn biết đồng nguyên của Nhật, tên nó là chữ viên. Ba nét cần song song viết nên con sông, ta gọi nó là chữ xuyên. Đơn giản đọc nghĩa là đọc, còn nhìn là chữ kiên. Hậu có nghĩa là đằng sau, và phía trước là chữ tiền. Dùng để gọi bác sĩ giáo viên, tiền bối ta dùng chữ tiên. Một năm trời ta gọi là niên, điện thoại dùng chữ điện. Lão trời già ta gọi là thiên, còn thoại là nói chuyện. Dưới là lực, trên là điền, đàn ông là chữ nam. Đồng về âm nhưng nghĩa thì khác, vì nam cũng là hướng nam. Tên của người sử dụng chữ danh và một nửa là chữ bán. Trên là thượng, dưới là hạ, không gian là chữ gian. Còn chữ quốc nghĩa là đất nước, mới ngọn núi là chữ san. Nghe nghe thấy ta dùng chữ văn, cơ bản là chữ bản. Mẫu là mẹ, phụ là cha, hữu nghĩa là người bạn. Nữ là gái, nhưng thêm cái mũ nó sẽ trở thành chữ an. Miệng là khẩu, mục là mắt và con người là chữ nhân. Tay là nhĩ, tay là thủ, còn túc là cái chân. Đa là nhiều, thiểu là ít, chữ khí hay nói về tinh thần. Tân là mới, cứ còn là cũ, chữ không có nghĩa là không khí. Trung ở giữa, đại là to, còn chữ tiểu là bé tí. Đứng là lập, mà lai là đến, còn chữ hành thì là đi. Cái gì đó hay chuyện gì đó dùng chữ hà là cái gì. 12 giờ trưa nó là chữ ngọ, còn con cá là chữ ngư. Tả là trái, hữu là phải, ghi chép là chữ thư. Trong chữ học, trên mũ ba lông, bên dưới là chữ tử. Đếm cửa hàng, hiệu trường học, một tuần là chữ chu. Làm nhiều mệt và ta phải nghỉ, nó chính là chữ hưu. Xã là đền và hội là gặp, ghi hợp nhau thành xã hội. Ngôn lời nói ngoại bên ngoài và bên trong thì là nội. Thực là ăn và ẩm là uống, mỗi ngày dùng chữ mỗi. Kim hiện tại, môi là mại, cao là cao, bởi vậy Bách 100, bạch màu trắng, dịch nghĩa là nhà ga. Bắc Tây Đông ta còn ba hướng mà giờ mới kịp nói ra. Với chữ hoa là một bông hoa nên chẳng có gì xa lạ. Cuối cùng xe bỏ thêm hai bánh, cái xe là chữ xa. Cái xe là chữ xa. Xa.